Rồi xong. Cái gì đây mọi người? Thấy ghê không? Đang đói làm miếng đã các bạn. Là một miếng viên chiên rất là ngon. Còn đây là nhân vật chính của chúng ta. Bây giờ mình sẽ soi luôn cho các bạn xem nhé. Rồi, xem chúng ta có gì nào. Các bạn có thể thấy ở mức độ phóng đại nhỏ thì chúng ta thấy rất là nhiều các sợi. Và bao gồm cả các cái xác ớt nữa các bạn. Cái màu vàng chấm chấm li ti là các dầu, giống như là dầu mỡ đấy các bạn. Chúng ta có thể khẳng định đây là loại tương ớt, nó được xay từ ớt chứ không phải là một số loại như là tương ớt hóa chất. Loại tương ớt hóa chất thì nó không có xác ớt đâu các bạn ạ. Rồi để ăn rất là hại. Đây các bạn có thể thấy xác ớt này. Cái vỏ ớt được xoay nhuyễn. Có thể là mấy cái các dạng dây này là từ từ cái phần sơ của cái vỏ ớt ấy. Nhưng mình nghĩ đây là không phải đâu. Mình nghĩ đây là một sợi tóc hay sợi lông gì đấy rất là nhỏ. Nhìn các bạn có thể thấy nó rất là dài này. Dài một ngoang ngoang gần bằng cái kim này. Nó xíu à. Đây rất nhiều các sợi luôn. Không rõ là cái gì đây. Nhìn ở mức độ phóng đại này của chúng ta thấy này. Thấy thấy một sợi vải màu đỏ. Chắc hẳn là khi nghiền ớt người ta mặc áo màu đỏ rồi. Sợi vải rất là nhỏ. Đấy các bạn có thể thấy rất nhiều sợi luôn. Không rõ là cái sợi gì. Sợi này nhìn rất là to này. À đây không phải là sợi lông hay là sợi tóc gì đâu nhé các bạn, tại vì nó rất là nhỏ, mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy được. Còn đây là cái phần sát ớt ở ngoài, nó vẫn còn cái hình vân của quả ớt này. Trước khi mà làm video này thì mình cũng thường xuyên đi ăn ở mấy chỗ vỉa hè này rồi. Thì mình nghĩ trong đầu là chắc chắn sẽ có con giòi hay là một con gì đó ngọ nguậy ở trong này, nhưng hiện tại thì vẫn chưa có. Nhưng mọi người có thể thấy ở đây là nó không giống một sợi lông như lúc nãy. Nó giống xác một con gì đó. Đây là mình sẽ phóng to hơn một chút. Chúng ta lại thấy một sợi vải màu đỏ nữa này. Điều này không không chứng minh là đúng là trong lúc làm người ta mặc áo đỏ rồi. Đấy, các bạn có thể thấy cái sợi. Các hình sợi này khác hẳn so với hình sợi vừa rồi. Nhưng mà nó không nhúc nhích như là cũng không có gì đặc biệt cho lắm. Mình cũng hy vọng là video này có thể tìm thấy được một con giòi hay là một con gì đó soi cho các bạn xem. Như ở đây là toàn dây dựa đây. Không biết là gì. Ồ, đây thấy một cục gì khá là to này các bạn. Ồ, đây rồi. Các bạn có thể tưởng tượng đây là con gì không? Mình nhìn thì thấy nó rất giống với đầu một con gì đấy. Ở phần trước của nó là râu này. Nhìn rất giống với con kiến. Đầu con kiến rất nhỏ. Đấy các bạn nhìn thấy không? Trông giống như cái râu hay cái càng ấy. Rất là nhỏ. Bây giờ mình sẽ phóng to hơn một chút này. Ở đây thì mình thấy một cái này. Nhìn rất giống cái lò xo ở Woodby. Mọi người có thể thấy không? Ở một video trước mình cũng soi là top 10 gia vị dịch kích hiển vi. Thì mình so đến cái gia vị Maggi ấy. Thì cũng thấy có cái này. Nhưng mà nó cũng bất động như thế này. Nó không nhúc nhích gì cả. Mình vẫn chưa biết đây là gì. Nhưng mà nó rất giống với cái một loại khuẩn có tên là giang mai. Mọi người biết là khuẩn giang mai không? Nếu các bạn không biết thì có thể lên mạng tìm nhé. Nó cũng có hình xoắn 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 ốc. Nhìn rất giống với cái lò xo Woodby phải không các bạn? Còn đây thì mình sẽ soi zoom cao hơn. Thì mọi người bắt đầu có thấy các chuyển động nhỏ nhúc nhích li ti này.
Thì khi mình soi làm video này thì mình nghĩ là chắc chắn sẽ có nhiều giò hay gì đó, nhưng mà mình soi chả thấy con nào cả. Rất là kỳ. Ngay từ cái hình ảnh đầu tiên là mình quay được cái phần Âu mà người ta để cho các bạn chấm chung ấy. Khi các bạn mà ăn mà mua mà ăn luôn tại đấy ấy, thì sẽ cái Âu đấy nó sẽ là để chấm chung. Mà đã chấm chung thì nó rất là bẩn rồi. Mà lại mở nắp suốt ngày như thế thì ruồi muỗi nó đẻ trứng rất là nhanh. Chưa kể đây là đang là mùa Covid cô veo nên là cũng rất là nguy hiểm các bạn ạ. Nhưng mà hiện tại là nãy giờ là chưa thấy gì cả. Video này hơi thất vọng một chút. Soi ở đây thì toàn những cái vi khuẩn rất là nhỏ thôi. Và có một số vi khuẩn lát tích. Vi khuẩn này vi khuẩn lên men. Ở mấy những cái món đồ để lâu ngày này. Nó sẽ làm lên men. Sẽ khiến tương ớt này sẽ bị chua. Mình nghĩ đây là sẽ để được ít nhất phải trên 6 tiếng rồi. Và điều đặc biệt là người ta làm sẵn rất là nhiều. Mình thấy 2 chai 1 lít ở đấy mà không có bảo quản gì cả. Các bạn có thể thấy cái hình que đang rung rung chuyển chuyển không? Đấy là khuẩn lát tích đây các bạn. Khuẩn này thì không có hại đâu các bạn. Khuẩn này là khuẩn lên men có lợn. Nên là cũng không đáng kể lắm. Các bạn có thể xem qua một số phóng sự sau đây. Thì vì lý giải vì sao mà mình nghĩ cái món tương ớt này sẽ rất là nhiều giò hay là vi khuẩn. Như đầu tiên thì mọi người cũng có thể hiểu là khi mua một xiên xúc xích hay là mực thì chúng ta chỉ mất đến 5.000 thôi. Nhưng mà nước chấm này từ cái lượng ớt mà xay ra thì nó tiêu tốn rất là nhiều. Mọi người có thể suy ra là cái lượng ớt này là đã bị héo cũng như là bị thối rồi. Cho nên là người ta muốn tận dụng để xoay, xay nhỏ ra. Cho nên cũng không thể tránh được các vi khuẩn hay là có giòi đã phát sinh từ trước. Không kể đến là các bạn có thể thấy là cái máy xoay này rất là bẩn. Mình đoán là nhiều người ở đây sẽ nói mình là vơ đũa cả nắm hay là ai, không phải ai cũng như vậy. Nhưng các bạn có thể suy và tính là đơn giản là một que đấy chỉ có 5.000 thôi. Nhưng mà lượng ớt xoay ra bằng một cái hũ đấy nó đã hơn cả cái tiền xúc xích đấy rồi. Các bạn có thể hiểu là bây giờ khi mua một cân ớt nó rơi vào tầm 150 đến 200. Ớt bây giờ rất là đắt các bạn. Nhưng mà khi mà người ta bán ế ấy, cũng như là người ta thu hoạch cái phần ớt bị rụng, bị thối hay là bị héo ấy, thì chi phí nó rất là rẻ. Cho nên là người ta sẽ tận dụng xoay nhuyễn nó ra để làm các loại nước chấm. Những cái rủi ro mà có thể gặp khi mình ăn phải cái ớt đó, là một là cái ký sinh trùng, bởi vì là nếu như để ruồi nhặng hoặc là chuột bọn nó bò lên thì nó có thể mang các cái mầm ký sinh trùng vào trong đó. Video ngày hôm nay thì cũng khá dài rồi, thì mình xin phép được kết thúc video tại đây. Và các bạn đừng quên ấn đăng ký và để lại những bình luận bên dưới mỗi video nhé. Chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.